Hiện nay có rất nhiều vị thuyết pháp trên Youtube Nhưng con chủ yếu cảm nhận tà sư hay chánh sư qua cảm nhận bên trong của riêng mình Một linh cảm bên trong chứ không có nguyên tắc cụ thể Sư có kinh nghiệm gì phân biệt tà sư không Và làm sao biết một vị tăng là tà hay chánh dựa vào đâu Trong việc thuyết pháp hiện nay thì có cần sự cho phép của giáo hội không hay là bất cứ vị tăng ni nào cũng có thể thuyết pháp được. Sư cái này là hai câu hỏi nha. Thứ nhất là làm sao để phân biệt tà sư? thì nó chỉ có một cách thôi là mình phải học kinh, đọc kinh cho nhiều. đừng có nhìn mặt bắt hình dung. Sư từng gặp một vị tu sĩ ở đắp y miếng điện và vị đó có một thời gian thực hành thiền ở miếng điện và khi vị đó quay trở lại việt nam có hướng dẫn thiền cho các uh, thiền sinh thì khi sư nghe sư chân hưởng bởi vì cái cách dạy của vị đó, đó Nói theo kinh ấy, Thì nó không có sai Nhưng áp dụng Thì áp dụng sai Mà nói như, như trong trung bộ kinh Như kinh xài dụ Thì đó là cái kiểu bắt rắc sai cách Tức là sao? Cái trường hợp Cái trường hợp như vậy đó áp dụng cái trường hợp như vậy theo kinh thì không có sai nhưng mà không áp dụng cho người này mà mình lôi ra mình xài đó tức là mình cho người ta uống lộn thuốc thì khi đó là chết người xin lấy ví dụ như nhân sâm có gì biết nhân sâm là tốt đúng không nhưng không phải ai bả đâu mình cũng vớt nhân sâm có những trường hợp mình cho họ uống nhân sâm nó trở thành thuốc độc kinh cũng vậy ngay cả nhà sư nói ngay cả chánh kinh ấy, mà không phải ai cũng có thể sử dụng cái trường hợp đó Uống chi là không phải chánh kinh đấy cho nên buộc nếu mà mình muốn biết là buộc mình phải học nhiều phải học nhiều thôi chứ không có nói cái gì hết trơn khi học nhiều là tự nhiên cái trí mình đã mở ra và mình sẽ phân biệt được mình nghe mình biết được để chi mình nghe mình đối chiếu cái lời vị này nói nó có tương ứng với kinh hay không nó có tương ứng với luật hay không nếu như nó tương ứng với kinh và tương ứng với luật thì mình biết là vị này đang nói đúng còn nếu như nó không tương ứng với kinh không tương ứng với luật là mình biết vị này đã nói sai và sư nói ngay cả trường hợp vị này nói tương ứng với kinh và với luật thì cũng phải xét tiếp một trường hợp nữa là nó có thích hợp để nói ở trường hợp này hay không nữa Đấy, chứ không phải đơn giản đâu thành ra là học các lớp giáo lý đi nha các lớp giáo lý mà những cái vị uh, tin tưởng chính bởi vì như vậy thì sư cũng đang tích cực tải những cái lớp giáo lý ờ, nhưng mà cái sức người có hạn cho nên là cái tốc độ thì nó cũng thủng thẳng không có gì thông cảm